Con đi đâu vậy Lu? Con đi Hà Tĩnh chơi. Ra ngoài làm chi vậy con? Con ra ngoài thăm mấy bác ngư dân coi dạo này họ sống như thế nào rồi. Ở ngoài cá chết nhiều lắm mà con không sợ hả? Không, con không có sợ đâu. Ra ngoài con ăn gì? Chưa biết nữa, có gì thì chơi đó thôi. Rồi con đi vậy biết khi nào con tới? Ai nói con đi, con đang chạy xe mà. Ờ chạy khi nào tới? Khi nào cá sống vậy là con tới hả? Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.